Thưa quý vị, vào sáng ngày 30 tháng 9, tức ngày 16 tháng 8 âm lịch, Phái đoàn Ban Từ Thiện Xã hội và Phân Ban Ni Giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ do Sư Cô Thích Nữ Từ Tâm, Ủy viên Ban Trị sự, Phó Ban Từ Thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn, đã đến xã Pờ Tó, huyện Yapa, tỉnh Gia Lai để trao quà cho bà con đồng bào dân tộc. Đi cùng đoàn còn có Ni Sư Thích Nữ Phục Liên, trụ trì Tịnh Xá Ngọc Phú, gia đình chị Hương Nguyễn, Bà Rịa Vũng Tàu cùng quý Phật tử Mạnh Thường Quân tại thành phố Cần Thơ. Tiếp đoàn có bà Trịnh Thị Thanh Hồng, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ huyện Yapa, ông Hà Ngọc Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Pờ Tó. Phát biểu tại buổi trao quà, Sư Cô Thích Nữ Từ Tâm cho biết, thực hiện theo phương châm lá lành đùm lá rách của ban từ thiện của ban trị sự Phật giáo thành phố Cần Thơ, như phân ban ni giới Phật giáo thành phố Cần Thơ, thì cái chuyến này là vì đồng bào ở bên đây là dân tộc Ba Na, đa số là dân tộc Ba Na, người dân tộc cho nên là người ta rất là nghèo khổ, nên chúng tôi tổ chức đi phát quà để cho phần nào để giúp đỡ cho bà con có cái ăn trong cái mùa chuẩn bị mùa lạnh tới này, rồi cũng như là để giúp cho bà con với cái tinh thần để động viên cho bà con trong cái cuộc sống hiện tại. Theo đó, đoàn trao 100 phần quà cho bà con tại xã Pờ Tó, mỗi phần gồm gạo, mì, mùng, mền, bao thư 200.000 tiền mặt và một số nhu yếu phẩm khác với tổng giá trị trên 75 triệu đồng. Buổi trao quà khép lại trên tinh thần hoan hỷ của những người con Phật và niềm vui phấn khởi của bà con đồng bào nơi đây.